Xin chào anh chị, hiện tại thì em đang đứng ở trung tâm thị trấn Chư Sê, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Ngày hôm nay thì em xin phép được giới thiệu với tất cả anh chị một cái lô đất đang được rao bán có hai mặt tiền đường nha anh chị. Ở lô góc này thì nằm ngay vị trí đắc địa, rất hiếm khi được rao bán tại Chư Sê đấy anh chị. Ở trước mặt anh chị là lô đất mà em đang giới thiệu đấy ạ. Lô đất em đang giới thiệu thì có chiều ngang đường 17 tháng 3 là 33m, chiều sâu là 21m và trên đất thì có sẵn 400m đất thổ cư nha anh chị. Đây là hướng chạy ra cây xăng số 10 và cũng là đường quốc lộ 14 đây anh chị. Từ vị trí này thì chạy ra quốc lộ thì khoảng 200m thôi anh chị. Ở trước mặt anh chị là toàn bộ hình ảnh về lô đất. Em xin nhắc lại, lô đất em đang giới thiệu thì có tổng diện tích là 700m² và trên đất thì có sẵn 400m đất thổ cư rồi nha anh chị. Trước mặt anh chị là vị trí của lô đất nhìn từ vệ tinh. Lô đất thì nằm ngay trung tâm của thị trấn. Nên là lô đất này rất là gần các trung tâm tiện ích nha anh chị. Cách trung tâm trường chợ, điện máy xanh chỉ khoảng 5 phút đi xe thôi ạ. Một phần của lô đất thì đang được cho thuê. Ở khu vực này thì chủ yếu là kinh doanh các dịch vụ ăn uống, quán cà phê và quán nhậu. Ở buổi tối ở khu vực này thì rất là sầm uất anh chị. Lô đất này thì có đầy đủ yếu tố để được đánh giá là một lô đất vàng. Đây là cái lô đất cực kỳ thích hợp để anh chị đầu tư dài hạn đấy ạ. Ở trên đây là em giới thiệu sơ qua về lô đất. Anh chị nào quan tâm cảm giác lô đất phù hợp với nhu cầu đầu tư của mình có thể liên hệ cho bên em theo số điện thoại 0868021102 để em tư vấn kỹ hơn anh chị nhé. Sau đây em xin phép dừng lại video tại đây ạ. Xin chào và hẹn gặp lại.